Mr. Đàm Hà Hồ ngồi bệt dưới sàn tập hát lúc 2 giờ sáng. Cả hai tranh thủ tập hát lúc nửa đêm vì không sắp xếp được thời gian gặp nhau. 2 giờ sáng ngày 26 tây tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà hẹn nhau tại phòng trà Đồng Dao thành phố Hồ Chí Minh để tập cho tiết mục song ca trong live show Diamond sắp tới của Mr. Đàm. Họ phải chọn giờ tập này vì cả hai đều bận rộn. Trước đó lại phải đi diễn đến khuya nên không sắp xếp được thời gian. Cả hai mặt giản dị ngồi bệt xuống sàn thoải mái tập hát, Hà Hồ sẽ hát lại một hit của Mr. Đàm trong show. Từng song ca với nhau nhiều lần nên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà rất hiểu ý nhau, không mất nhiều thời gian để tập luyện. Hồ Ngọc Hà là một trong các khách mời của show diễn vào ngày 1 và ngày 2 tây tháng 10 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh và ngày 15 tây tháng 10 ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Ngoài cô ra còn có Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Tuấn Hưng, Dương Triệu Vũ, Lưu Phước Thịnh, Bảo Anh và Isaac. Chương trình do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng với chất liệu âm nhạc chính là những bản tình ca vàng quốc tế ở thập niên 80, đầu những năm 90 được các khán giả Việt Nam cũng như người nghe nhạc trên thế giới yêu thích. Hà Hồ và Mr. Đàm tập với sự hỗ trợ của bạn trai ca sĩ Thanh Hà. Thanh Hà cũng có mặt trong buổi tập, chỉ là bạn thân của Hồ Ngọc Hà. Ca sĩ Dương Triệu Vũ làm phó nháy ghi lại hình ảnh trong lúc các đồng nghiệp tập hát. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!